Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi Note 11, một cái sản phẩm ra mắt được khoảng hơn 1 năm rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn quan tâm vẫn rất nhiều nhá. Tại vì công nhận trong phân khúc hàng chính hãng mức giá dưới 4 triệu ấy thì cấu hình của Redmi Note 11 rất là ok. Ví dụ như một cái màn hình AMOLED này, có cả tần số quét màn hình cao, độ sáng thì cũng tương đối 1000 nits. Máy có hai loa stereo, có cả jack tai nghe 3.5mm. Pin thì trâu, sạc nhanh, camera thì không bị cắt giảm các bạn nhá. Đủ cả cam góc rộng. Đó. Có một điểm duy nhất thôi, đó là về con chip Snapdragon 680 trên chiếc máy này thì mình đánh giá không quá cao. Đây không phải là một con chip mạnh các bạn nhé, thậm chí là hơi yếu. Đó, chỉ được khoảng hơn 250.000 điểm mà thôi. Vậy nên là nhiều bạn thích chơi game ấy thì vẫn cân nhắc không dám mua chiếc máy này. Thì ok, trong video ngày hôm nay mình sẽ test lại game chiếc Redmi Note 11 nhé, để xem là sau 1 năm thì Snapdragon 680 hiệu năng bây giờ ra sao. Bắt đầu thôi. Như mọi khi, bây giờ thì mình sẽ sơ qua thông tin của chiếc Redmi Note 11 nha. Máy đang chạy trên phiên bản là MIUI 13.0.6. Đây sẽ là phiên bản bộ nhớ trong 128GB và RAM chỉ là 4GB mà thôi. Em này cũng sẽ có game turbo các thứ nhưng mà trong game turbo thì chả chỉnh được gì đâu. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ test với hai tựa game. Một là Liên Quân Mobile và hai sẽ là Free Fire Max. Hai tựa game cũng khá là nhẹ đúng không? Nhưng mà mình nói thật, với con chip Snap 680 ấy, thì các bạn cũng chỉ nên chơi game nhẹ mà thôi. Quan trọng là chơi nó có ổn định hay không. Chứ còn các bạn mua về mà chơi PUBG kiểu Max Setting hay là Genshin thì thôi bỏ qua luôn nhá. Chúng ta sẽ bắt đầu với cả Liên Quân Mobile trước. Ok, mình sẽ bấm giờ này. Hiện tại thì máy sẽ còn 41% pin, mình chơi bằng kết nối Wi-Fi, không lắp SIM. Độ sáng thì để khoảng hơn 50% một chút. Đó, màn hình của máy thì chất lượng rất tốt trong tầm giá. Về đồ họa của game thì độ phân giải HD này, chất lượng hình ảnh tối đa sẽ chỉ là cao các bạn nhé. Chi tiết cao nhất này, góc camera xa và FPS sẽ là cao. Ok, chúng ta sẽ làm một trận đấu hạng. Cầm Redmi Note 11 nhẹ thực sự các bạn ạ. Cầm thoải mái phết đấy. Cái này thì, ôi, hụt rồi. Ôi giời, bạn chết rồi. Ngon. Nói chung là cái rank của mình thì hạng nó cũng hơi thấp. Úi dồi, bạn chết rồi. Một viên nữa. Chưa chết à? Chết. Nhưng mà khi các bạn vuốt skill trên chiếc máy này thì hay bị vuốt cả thanh thông báo xuống nha. Bạn đã chết rồi. Công nhận màn hình phê phết. Chắc là không chuẩn màu nhưng mà đậm đà, nịnh mắt. Dưới 4 triệu này là quá ok rồi. Đây hàng chính hãng nha. Máy thì cũng có hai loa stereo rồi, nghe rất ok. Bình tĩnh các bạn ăn. Sợ thế. Bạn chết rồi. FPS thì có hơi nhấp nhô một chút nhưng mà không đáng kể. Bạn đã chết rồi. Game là dễ hả? Chạy đâu bạn ơi? Úi dồi ôi, double kill luôn. Này thì bốc hơi này. Rồi, hơn 12 phút nha. Máy tụt xuống còn 39% pin. Nhiệt độ phía mặt trước hơn 38 độ C, gọi là ấm nhẹ các bạn nhé. Phía mặt sau này khoảng 36. Còn đây sẽ là biểu đồ FPS, có khoảng một vài lần. Đây, tụt xuống 52, khoảng 3 lần tụt xuống 56. Nhưng mà khi chơi thì mình không cảm nhận được sự giật lag, rất là ok. Trung bình sẽ được 60.4 FPS. Chúng ta sẽ chuyển sang tựa game thứ hai nha. Tiếp theo sẽ là Free Fire Max. 14 phút rưỡi này, 39% pin. Về mặt đồ họa này thì mình sẽ thử mức cao nhất các bạn nha. Max này, độ phân giải cao, bóng đêm mở, hiệu ứng thì sống động đi, FPS cao. Đó, cứ thử Max setting xem sao. Bản đồ nhỏ mở này, ghi chú mở, cái máy tiếng súng mở hết, Max setting nha. Rồi, 60 FPS của Free Fire thì mình vẫn thấy là không mượt bằng so với cả PUBG hoặc là COD. Có hai loa stereo thì chơi khá ổn đấy. Ok, có súng. Ôi thôi, hẹo luôn mà. Kinh vậy.
Hỏng rồi. Gặp ngay cao thủ này chết. Ui dồi, may quá, khẩu súng lục này vẫn bắn được. Thực sự là cái cảm giác vuốt chạm của Free Fire ấy, nó không phê bằng so với cả PUBG hoặc là COD. Ây à. Ây à. Ê. Ok. Lại giết được. Bản linh tay anh tình triple kill. Ấy à. FPS khá ngon. Không phải thẳng tắp đâu nhưng mà ổn định. Không giật là ok rồi. Xả quá, xả quá. Ok chưa. Còn này ngắm thì cũng không quá xa. Ây à, ây à. Monster kill luôn, à thật. Sợ quá. Úi dồi ôi. Bắn như hách. Thôi sao? Vừa nói xong. Máy tụt súng còn 36% pin này. Nói chung em này pin rất trâu các bạn nhá. Nhiệt độ phía mặt trước này lăn quanh khoảng hơn 41. Nói chung là hơi nóng một xíu thôi, không đáng kể. Phía mặt sau 38, không gây khó chịu các bạn nhé. Còn đây sẽ là biểu đồ FPS. Nó có gập gành nhưng mà khi chơi các bạn sẽ không thể cảm nhận được. Đoạn cuối là khi mình chết không tính này. Có khoảng một vài lần thì tụt sâu 40, chắc khoảng 2-3 lần. Trung bình sẽ được 59 FPS. Ok, vừa xong thì mình đã test game trên chiếc Redmi Note 11 với con chip Snapdragon 680. Em này ra mắt được khoảng hơn 1 năm rồi. Kết quả là với hai tựa game nhẹ nhàng như kiểu Liên Quân với cả Free Fire Max ấy, thì máy chơi tương đối tốt các bạn nhá. FPS không thẳng tắp nhưng mà khá ổn định, các bạn chơi sẽ không bị giật. Nhiệt độ của máy thì mát, tối đa sẽ chỉ khoảng 41 độ C mà thôi, pin thì rất trâu. Vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 11 này? Cũng như các bạn muốn mình test thêm game gì cho em nó nữa không? Thì hãy comment phía bên dưới nha. Link mua của Redmi Note 11 mức giá rẻ nhất tại Mobile City mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ thì xin chào, bye bye.